Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ đổi và cũng như là thay hình nền cho điện thoại Samsung. Thì để thay đổi hình nền cho điện thoại Samsung, các bạn cũng có hai cách chính. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt trên điện thoại Samsung. Các bạn chọn là phần là hình nền. Ở đây các bạn chọn là phần là thay đổi hình nền. Và nó sẽ có những cái chủ đề về hình nền như là phần tiêu biểu ở đây. Cái phần tiêu biểu này là những cái hình nền mặc định có sẵn ở trên máy, có thể là video cũng như là những hình nền động có sẵn, các bạn có thể là lựa chọn. Ngoài ra các bạn cũng có thể là truy cập trực tiếp vào bộ sưu tập điện thoại để có thể là thay đổi hình nền. Các bạn chọn là phần bộ sưu tập. Ở đây nó sẽ chia thành những cái album như là gần đây, máy ảnh, ảnh chụp màn hình hay là những cái phần các bạn tải về. Đó, và nó cũng sẽ có những cái chủ đề riêng cho từng dòng điện thoại như là đồ họa này, màu sắc và dịch vụ hình nền. Thì trong cái phần dịch vụ hình nền này các bạn có thể tải thêm hình nền mới. Bằng cách là các bạn có thể truy cập vào phần là Galaxy Theme để có thể tải những cái hình nền của Samsung. Và cái phần này thì các bạn cần phải đăng nhập cái tài khoản Samsung account của các bạn vào để có thể là tải những cái hình nền miễn phí như là những cái hình nền mà các bạn cần phải trả phí. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn một cái hình nền mới cho điện thoại Samsung của mình. Ví dụ như là mình chọn hình nền này. Sau đó thì mình chọn là phần tiếp tục. Ở đây thì mình cũng có thể là tùy biến được hình nền, như là tùy biến cái phần đồng hồ này. Mình có thể thay đổi được cái kiểu hiển thị như là từ đồng hồ số sang đồng hồ kim như thế này, hoặc là thay đổi theo cái kiểu là hiển thị lịch theo tháng đó. Ở đây mình sẽ để là đồng hồ kim nha. Rồi sau đó mình nhấn vào phần là hoàn tất. Như vậy là mình đã thay đổi được hình nền thành công. Và cái cách thứ hai đó là cái cách mà các bạn cũng hay sử dụng, đó là chúng ta có sẵn những cái hình ảnh ở trên điện thoại, chúng ta có thể là vào đây đó, ví dụ như là mình có những cái hình nền có sẵn trên điện thoại, mình muốn cài đặt hình nền và đổi hình nền cho điện thoại Samsung thì mình cũng chọn là phần đó là ba dấu chấm ở đây. Sau đó mình chọn là phần là đặt hình nền. Ở đây mình có thể là lựa chọn là đặt màn hình khóa, màn hình chính hoặc là đặt cả hai. Thì mình chọn là phần là đặt cả hai. Rồi, tiếp theo thì các bạn cũng có thể là thêm những cái phần widget, những cái tiện ích như là lịch này, pin này, hoặc là những cái phần như là thời tiết, đồng hồ chẳng hạn. Đây, mình có thể là hiển thị thêm cái phần thời tiết hoặc là đồng hồ chẳng hạn. Các bạn cũng có thể là thay đổi được cái phần hiển thị lịch đồng hồ. Rồi các bạn nhấn là phần hoàn tất ở đây. Rồi, như vậy là các bạn đã cài và thay đổi được hình nền cho điện thoại Samsung thành công.